Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh của Gỗ Long Ly. Và như mọi người thấy thì hiện tại thì em đang ở trong xưởng này. Và hôm nay thì em có một cái mẫu mới. Và nếu mà ai đã theo dõi kênh của em nhiều thì mọi người sẽ thấy rằng là sẽ có hai mẫu chính mà được khách hàng cực kỳ là ưa chuộng. Một đó chính là mẫu đùi gà, và hai là mẫu chân thuyền. Mỗi mẫu nó sẽ có ưu và nhược điểm khác nhau. Và mẫu này là một sự kết hợp rất là đặc biệt, khắc phục được gần như mọi cái điểm yếu, cũng như là giữ lại những cái điểm tốt đẹp nhất của những mẫu sofa hàng Zito hiện đại. Và bộ sản phẩm này thì có gì đặc biệt thì em sẽ giới thiệu với mọi người chi tiết ngay sau đây. Và như mọi người thấy, bởi vì không gian phòng khách của gia chủ nó không được rộng rãi cho lắm, nên là đáng nhẽ cái phần văng hai người ngồi này kích thước nó sẽ là 2m, dài 2m, nhưng em đã thu gọn lại để cho nó phù hợp với không gian phòng khách của gia chủ. Mọi người có thể nhìn lại một lần nữa này, một cái dáng nó rất là đáng yêu từ cái phần tay, từ phần tay này rất là bầu bĩnh, rất là đáng yêu luôn, cho đến cái phần ngăn kéo này. Em cũng tạo lên một cái bộ sản phẩm mà thực sự rất là dày dặn, mọi người thấy không? Nó khác hoàn toàn so với những sản phẩm phổ thông ở trên thị trường. Và bộ này được dựng trên cái chất liệu gỗ hương đá dòng Zambia hàng loại 1. Và có một cái điều mà rất hay của gỗ hương đá này, đó chính là cái đường vân của nó sẽ rất là đẹp. Mọi người có thể thấy này, cái đường vân của nó rất là đẹp, cũng như là cái tom gỗ của nó rất là mịn. Cái đường vân cũng như là tom gỗ nó rất là mịn. Gỗ hương đá là một trong những cái dòng gỗ nhóm 1 ở trên thị trường, với tính chất gỗ rất là ổn định. Và nếu mà mọi người đi tìm hiểu sâu hơn thì mọi người sẽ thấy rằng là với những cái xưởng mà người ta đục tượng ấy, đa phần là người ta sẽ đục gỗ hương đá nhiều hơn so với gỗ đỏ. Bởi vì thực ra là với gỗ hương đá, gỗ đỏ là hai dòng tương đương như nhau, đều là gỗ nhóm 1. Nhưng mà có một thằng hương đá này nó sẽ có một ưu điểm rất hay, đó chính là cái tom gỗ nó mịn màng. Và khi mà tom gỗ mịn màng thì chúng ta đục chạm nó sẽ cho ra một cái thành phẩm rất là đẹp đó. Và cái màu của gỗ hương đá sẽ thiên về màu hồng, màu hồng cánh sen như này đó, mọi người thấy không, nó sẽ thiên về màu hồng một chút. Nên là với gỗ hương đá mà chúng ta phun thêm màu ốc chó ấy, chúng ta phủ màu vào, phun thêm màu ốc chó thì nó sẽ hợp hơn là gỗ đỏ. Đấy là cái đúc kết của em qua rất là nhiều những sản phẩm rồi đó. Và nếu mà mọi người muốn mua một sản phẩm theo hơi hướng hiện đại, chơi chất gỗ quý, giá trị bền vững theo tháng năm, thì gỗ hương đá là một trong những cái dòng gỗ nó rất là phù hợp luôn mọi người. Và quay trở lại với cái sản phẩm này, bộ sản phẩm này được dựng trên cái tiêu chí là hàng VIP, dày dặn. Tất cả sẽ là đủ thông số, đủ kích thước, đủ mộng mạ, đủ thang hét, để mang lại cho mọi người bộ sản phẩm mà gần như nó trường tồn theo tháng năm. Bởi vì với những cái dòng gỗ như này, nó không bao giờ bị mối mọt. Gần như là khi mà chúng ta đan thang hét đầy đủ ấy, nó không bao giờ bị cong vênh. Nên là khi mọi người mua những sản phẩm này, mặc dù nó đắt hơn gỗ tần bì, hay là người ta hay nói là gỗ sồi Nga trên thị trường ấy, nhưng mà đắt nó sắt ra miếng mọi người. Mọi người cảm nhận cái chất lượng cũng như là cái cảm giác sờ lên sản phẩm, nó thực sự rất là mượt mà. Và em sẽ đi sâu hơn về cái sản phẩm này. Và như mọi người thấy, mọi người có thể nhìn phần văng ba này. Phần văng ba này em sẽ ưu tiên lọc lựa ra những tấm ván, những phần nắp sở hữu những đường vân nó rất là đẹp luôn đây. Đó, mọi người thấy không? Hiện tại thì bộ sản phẩm này vừa mới trong trạng thái mộc thô, vẫn còn chưa trà nu gì cả, nên là mọi người sẽ thấy những cái điểm mà nó chưa được mượt mà cho lắm. Những cái phần vết đen này em trà đi thì nó sẽ hết nhá mọi người. Tất cả những phần này thì nó vẫn chỉ là lỗi nhỏ, nên là rất là mong mọi người thông cảm giúp em. Đó, và em sẽ đi sâu hơn về sản phẩm để mọi người nếu ai có nhu cầu thì có thể đánh giá chi tiết được chất lượng sản phẩm bên gỗ Long Ly. Đầu tiên này đó chính là văng ba. Với cái phần văng ba này, kích thước tiêu chuẩn của nó sẽ rơi vào là 2m8, độ sâu sẽ là 80 phân và chiều cao từ đất lên đỉnh nó sẽ rơi vào 85 phân nha mọi người. Với bộ này được em long đóng theo cái tiêu chí là hàng cực kỳ là dày dặn, với thông số VIP nhất ở trên thị trường. Ví dụ như là khuôn là 4 phân này, cái yếm này độ dày cũng sẽ là 4 phân này, chân đùi gà độ dày 10 bản rộng 15 mọi người nhé. Kể cả phần yếm ở bên dưới nhá, cái yếm bên dưới này độ dày nó cũng sẽ là 4 phân, được em long tạo dáng rất là cong, rất là dẻo luôn mọi người. Mọi người thấy không, nó sẽ có hai lớp yếm, một là yếm gắn lên khuôn tranh, một yếm gắn lên khuôn tranh, và một cái chiếc yếm là gắn ở phần chân, để tạo cho bộ sản phẩm này một cái cảm giác cực kỳ là đầm, cực kỳ là chắc. Và tất cả những kết cấu từ yếm này đến răng này, từ chân này đến yếm này, từ phần ngăn kéo này, tất cả sẽ đều có mộng 100%. Từ cái phần khuôn tranh này cũng sẽ có mộng hoàn toàn, để mang lại cho mọi người một bộ sản phẩm mà thực sự mọi người sẽ không bao giờ phải đắn đo hay là lo lắng. Và như mọi người thấy này, cái phần ngăn kéo này, như mọi người thấy này, đây sẽ có một cái điểm mộng mà thực sự rất ít khách hàng để ý nhé. Cái ngăn kéo này với năm nay em cũng sẽ thiết kế nó bầu bĩnh hơn, nó đầm hơn. Và cái mẫu ngăn kéo này, nếu mà ai đã tham khảo nhiều thì mọi người thấy rằng cái mẫu này sẽ được lấy ý tưởng từ một cái mẫu của mẫu chân thuyền. Nhưng mà em long với năm nay em đã sửa lại để cho bộ sản phẩm này nó cảm giác nó sẽ đầm, nó chắc, cũng như là nó đáng yêu hơn rất là nhiều. Nó phù hợp với cái phần tay bên kia mọi người nhá. Đó, và đi đến cái phần tay này, như mọi người thấy, với một cái sản phẩm mà hàng VIP nhất ở cơ sở em ấy, thì em sẽ ưu tiên lọc lựa ra ở đây nó sẽ là những cái đường vân nu. Ở đây nó sẽ là những cái đường vân nu sụn.
Nhưng mà bộ sản phẩm này thì khách hàng không yêu cầu, nên là những cái phần mà cánh tay này em sẽ để những đường vân bình thường thôi. Nó không phải là những sản phẩm phân khúc hàng cao cấp nhất bên gỗ Long Ly. Và nếu mọi người hãy tưởng tượng với những phần tay này, nếu mà chúng ta đính ra những cái đường vân nu vào đây thì thực sự nó rất là đẹp luôn mọi người. Đó, cái phần tay này cũng sẽ được em Long làm ra một cái dáng nó cong, nó dẻo, nó bầu, mọi người thấy không? Ở đây nó cực kỳ là dày này, mọi người hãy nhìn thấy phần khuôn tranh của phần tay này. Đây, nó cực kỳ là dày luôn mọi người thấy không? Nó cực kỳ là đầm, cực kỳ là chắc. Tạo ra một cái dáng cong nó đầm, nó dẻo như này thì thực sự rất là lâu công luôn mọi người. Và có một đặc điểm nữa đó chính là với những phần ván như này. Với những phần ván như này, đa phần với hàng phổ thông ấy thì người ta sẽ không đan ra hết. Và thậm chí có những đơn vị cái ván này là người ta sẽ ghép theo kiểu ván dát lan, dát lan và không hề có thang hét ở bên dưới. Nhưng mà với cái phân khúc hàng cao cấp nhất bên gỗ Long Ly, tất cả những cái tấm ván này độ dày của nó sẽ là 2 phân và em sẽ đan cực kỳ là nhiều thang hét ở bên dưới. Và đan thang hét là chúng ta sẽ dùng cái thang đan xuyên qua bề mặt ván, sẽ dùng một cái mũi soi chuyên dụng để lồng cái phần thang vào cái phần ván. Và tác dụng của nó đó chính là khi mà mọi người sử dụng nhiều năm gỗ tự nhiên ấy, bao giờ nó cũng có xu hướng là co ngót theo cái độ rộng của bản gỗ. Nên là khi mà chúng ta sử dụng nhiều năm, nó không bao giờ bị cong, nó sẽ không bao giờ bị vênh, mang lại cho mọi người bộ sản phẩm mà khi mọi người nhìn bóng ấy, nó cực kỳ là phẳng, nó không bao giờ có bộ độ phồng, độ rộp khi mà chúng ta sử dụng lâu dài. Và đây là một đặc điểm mà gần như rất ít người để ý, phải là những khách hàng nào tham khảo nhiều hàng cũng như là có kiến thức nghề mộc thì mới có thể đánh giá được mọi người. Đây là một cái yếu tố mà rất là quan trọng và nó ảnh hưởng đến cái giá thành của sản phẩm. Nên là mọi người đừng ham rẻ, đừng ham rẻ. Nếu mọi người ham rẻ thì mọi người thì mua những sản phẩm rẻ hơn một chút nhưng mà sử dụng trong 2-3 năm thôi là kiểu gì nó cũng sẽ có lỗi. Và với như tính cách của em ấy, khi mà đã chơi những cái sản phẩm mà hàng VIP như này rồi thì mọi người đừng lăn tăn gì vài triệu, đừng ham rẻ một vài triệu mà chọn cho mình một cái sản phẩm mà nó không đúng chất lượng, không đạt tiêu chuẩn. Sau này thì có kể cả chúng ta muốn thay cũng không thay được mọi người. Nó rất là phí tiền. Và ở chính giữa bộ sản phẩm này đó chính là cái bàn lớn. Và như mọi người thấy cái bàn lớn này được làm theo cái mẫu chân quay mọi người nhá. Bàn lớn này tất cả bốn phía này em sẽ đục theo kiểu dạng sóng. Bốn phía này em sẽ đục dạng sóng này. Đây như mọi người thấy này. Ở bàn này đục sóng thì kể cả cái mặt ngăn kéo này em cũng sẽ đục sóng để mang lại cho người bộ sản phẩm mà thực sự nó rất là hợp và mọi người sẽ không phải lăn tăn. Và em sẽ kéo cái phần ngăn kéo này ra để mọi người đánh giá được cái kỹ thuật mộng bên gỗ Long Ly. Và như mọi người thấy này, tất cả đây sẽ là mộng đuôi cá ở bốn phía và không hề dùng bất cứ một cái đinh nào cả. Và gần như là nếu mọi người không để ý ấy, đa phần hàng phổ thông ở trên thị trường ấy, người ta sẽ không làm tốn công như này đâu. Người ta chỉ là bắn đinh vào trong thôi. Và kể cả phần ván bên dưới này, em cũng sẽ soi hình lồng nhân ăn sâu vào phần thành lề là 1 phân để khi mà chúng ta sử dụng nhiều năm gỗ nó co ngót thì nó sẽ không bao giờ bị hở. Và đây là một đặc điểm mà gần như là rất ít người để ý, nhưng mà khi mà chúng ta làm như này mọi người sẽ có một sản phẩm mà thực sự nó rất là bền vững đó. Như mọi người thấy hiện tại bộ sản phẩm này nó đang ở trong trạng thái mộc thô, nên là đây nó sẽ có những cái đường cợp, em chưa trà nu cho em chưa trà nhẵn gì cả, nên là rất là mong mọi người thông cảm. Và khi một bộ sản phẩm này hoàn thiện lên ấy, em cũng sẽ quay lại một lần nữa để mọi người có thể đánh giá được đầy đủ tất tần tật những cái chi tiết của cái mẫu mới này đó. Và nếu mà ai có nhu cầu từ những sản phẩm sofa nguyên khối ở bên kia đó cho đến những mẫu sofa hiện đại, mẫu mới này, mẫu đùi gà này hay là mẫu chân thuyền thì có thể liên hệ trực tiếp với em Long theo số điện thoại là 0865 183 185 hoặc 0836 138 383. Và cảm ơn mọi người đã luôn luôn theo dõi, tin tưởng cũng như là ủng hộ kênh của gỗ Long Ly. Và em hy vọng rằng là có thể phục vụ mọi người trong những cái sản phẩm sắp tới. Và hẹn gặp lại mọi người ở trong các clip sau. Xin chào.